thì cái chỗ nhà không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chịu đau, chịu tan nát trái tim đi. Cảm ơn, dạ cảm ơn tạm biệt, dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. 10 tờ, anh cho 10 tờ nghe thôi. Em còn thương anh không? Túi tao coi, cứu coi. Cái mà đốt mọi chuyện ra ngoài. Đi mô chừng ní chú về nữa gì chơi. Đi từ sớm đến giờ không nói về một tiếng là đi mô nữa. Đi đi luôn vậy. Cửa hàng là bò. Thiệt tình luôn. Ít nhất phải nói chuyện cho người ta biết là đi mô. Ủa bay, mày, lo lắng. Mày ngồi yên chỗ rồi không, mày lèm bèm quá nhức đầu lắm. Trời, chú đừng cứ nhìn con. Con đang lo lắng muốn chết, sụt ruột muốn chết đi nè. Sốt cái gì cho mày cứ đi qua đi lại hỏi sao tao không nhìn mày. Trời đất ơi, chú thấy học bóng đi 2 tiếng đồng hồ hơn rồi. Mà bây giờ là chưa có về nữa, bây giờ là làm sao? Chú bóng ở đâu chú thấy không? Trên bàn thờ nè, trên bàn thờ nè, lên mà ngó. Trời đất ơi là trời. Chú đang mai đồ mày nói hồi nữa tao mai cái ngó tay vô trong đây tộc rồi suốt ngày giờn, suốt ngày giờn. Không có biết lúc nào là lúc quan trọng của người ta, bây giờ người ta lo sốt vọ như thế này nè mà cứ giờn hớt gì. Ủa mà ai mượn mày vậy hả? Xe ôm người ta kêu đi thì mày lo mày chạy mày kiếm tiền đi. Mày chạy suốt ngày mày đứng đây mày lang thang giảng cái gì? Giờ chạy khách chờ khách đi, ai có quản, ai có xả, ai buôn bán hàng hóa. Ủa tao đâu có nhờ mày coi đâu. Chú nói đây bày trước khi bông đi. Bông nói con có nhiệm vụ ở đây là coi ngọ cái quán tập hóa này cho bông. Hồi nào? Lúc mà trước khi bông trước đi... khi bông đi nó nói là mấy chú mấy anh ơi ngồi coi cái tiệm tập hóa giùm em. Nó có nói mày coi không? Bông mặc cà gờ. Bông mặc cờ, bông không dám nói là đích thân con. Không lẽ bông nói anh bay em anh coi cái tiệm tập hóa giùm em thì bông mặc cờ thì bông nói chung chung vậy. Nhưng mà con tự hiểu tại vì con và bông là một cặp trời xanh. Không có cặp trời xanh, mày hợp với con Diễm Trinh mấy đứa số quá. Hai đứa mày hợp nhau dễ sợ luôn. Không nói chuyện với chú nữa, đưa ra mình một cái hình tượng như vậy, bông như vậy thì làm sao mà so sánh được. Con gọi điện cho bông cái nói chuyện với chú tức lộn ruột à. Ủa hình như tao nghe tiếng chuông á. Chú còn nghe tiếng chuông điện thoại. Nghe nghe. Trời ơi bố ơi là bố. Em đi mô, em đi mô điện thoại reo. Nè này mà em không... Điện thoại reo mà bóng không nghe. Nó đi nó để quên cái điện thoại cha. Trong tủ kìa. Nè mày thấy không? Đó đó. Mày không vừa tao chứ. Trời chú ơi. Bóng không có chuyện gì rồi. Điện thoại cũng không mang theo, bây giờ làm sao mà liên lạc. Trời đất ơi. Mày cái gì vậy trời? Đất ơi. Số kiến thiết đem trực trang cho cuộc sống. Số kiến thiết đem trực trang cho cuộc sống. Cái xóm này cảm giác như khùng về ở không ta. Mà mau đến chiều cùng nhau số vui. Có chuyện gì mà cứ quản lại tâm thần, nói chú nghe coi chú giúp cho. Chuyện gì? Chú ơi chết người rồi. Chết người lên phường chi chết người. Thằng saxophone chứ. Thằng saxophone nó bị giết rồi. Không phải bông trong xóm có án mạng hả? Đúng rồi, có một cái vụ án mạng xảy ra. Em đã nói với anh rồi, anh đừng có cặp với con nhỏ đó, đừng có quen với con nhỏ đó. Con nhỏ đó nó không có hợp với anh đâu. Nó bề ngoài á nó rất đẹp, nó xinh tươi như vậy, nhưng bên trong nó là một con sát thủ, nó là một con giết người. Kể đầu cuối câu chuyện coi, tại sao giết người? Con bông hỏi bỏng đó, nó giết thằng saxophone. Đúng rồi. Bây giờ lên công an phường đi. Bây giờ công an phường đi. Bóng của anh. Đúng rồi, bóng của anh cái gì? Anh phải làm của em. Nó là một con giết người, nó là một con sát thủ. Nó đang truy tìm ba đứa tụi mình đó. Nó giết ba đứa tụi mình, chạy đi. Thí dụ mấy cái này mai mốt mày đừng chạy lại báo tao. Tao đâu thể nào đồng phạm với mày chuyện này được. Đừng báo tao trước. Nhưng mà chú đã nghe rồi. Không, tao không nghe. Bóng nó biết tao giết tao mình đầu mối. Chú đã nghe rồi, chú phải lên tiền với con. Tao chạy đi, tao không nghe. Từ nãy tao không nghe gì. Chú phải lên tiền với con. Không lên tiền, tao không bơi, cho tao xuống tiền đi. Ba đứa mình chạy. Trời, Diễm Trinh. Chú. Chú ơi. Chú lên tiền. Dạ. Cái gì vậy? Tại sao con phải ngồi lên người chú? Chú ơi! Kêu tên chú đó. Không, lỗi, chú biết gì hết. Cái gì vậy trời?
tay. Bộ ơi, em để từ nãy anh coi họ tìm cho em từ nãy giờ anh không có mân chi hết, em đừng có giết anh. Bộ ơi, bị gì vậy Trinh? Ê, thôi mà, mà trời ơi, chị lại em đừng có về đây lấy mạng chị mà. Cái xảy ra chuyện gì vậy? Đừng, tôi có không biết chuyện gì luôn á. Cái gì vậy? Chuyện gì? Em ơi, bình tĩnh. Cái chuyện này chị không có nói với ai hết trơn á. Không, có nó mới nói chú nghe nè. Mới có một người thôi à. Anh cũng biết chưa? Mới có hai người thôi à. Nhưng mà chuyện gì? Mọi người làm cái gì vậy? Bụng ơi, cậy thầy sợ gì đâu. Thường ngày em mẫu mạnh lắm, một con mũi bay qua em cũng không đập nữa, mà sao bị ai giết người? Nói cái gì vậy? Anh buông tôi ra coi. Em có bị giết người là tội phà phép con bông. Em làm như vậy là anh khổ, anh chờ đợi em. Gì vậy chú? Ác độc lắm, tại sao lại ác như vậy? Tại sao đối xử với một mạng người như vậy? Thôi nhỏ, không học giáo dục công dân hả? Nó nói con thấy saxophone đang đi ngoài đường, làm như nó dựng cái gì, lấy búa đập đầu saxophone kéo vô nhà. Mà đập đầu đập búa, nếu mà đập tôi chết rồi ông nội tôi đâu còn đứng đây. Ai biết không? Cái gì vậy? Rồi thôi bình tĩnh đi, tôi hiểu rồi. Ý là bây giờ nói tôi là giết người đúng không? Tôi nói, nói bà nội này. Đúng rồi. Bà trên đó tôi lại mà tóc bà tốt mà sao có mỏ bà nghiệp quá à. Thì chị thấy sao rồi chị kể vậy thôi chứ chị có biết gì đâu. Thì chị thấy cái gì? Chị thấy cái gì? Nó dám lớn tiếng với con. Trời ơi, dám lớn tiếng sát thủ. Lụi nó con. Đúng rồi, là chú con lại chú nữa. Cái chuyện nó là vậy nè. Con ơi, nước nè. Vô. Ê, bà lắm mày. Gì vậy? Ban ngày ban mặt làm gì vậy? Thôi, nãy giờ em đi vô đây. Có ai theo dõi em không? Không. Gì vậy? Cha nội này làm thấy ghê quá à. Thôi, ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy? Ông anh. Đúng rồi. Anh trúng số. Trúng số hả? Tôi cha nội làm thấy ghê quá, tôi tưởng bóp không à. Không có. Anh bay biết anh bay bù đó. Không có. Trúng giấy số 10 tờ. 10 tờ, anh trúng 10 tờ giấy số. 10 tờ. 20 tỷ. Trời ơi, 20 tỷ. Trời đất ơi, anh giàu rồi, anh làm đại gia luôn rồi. Đúng, chúng có hai số đầu mà. Cái gì? Hai số đầu mà. Hai số đầu là 1 triệu bạc á hả? Là một triệu hả? Trời ơi, mày làm cho cố vô làm tưởng là 20 tỷ không à? Không, mày miễn có chúng mày thôi chứ hồi đó giờ mua có khi nào chúng đâu. Tự nhiên giờ mua 10 tờ cái chúng nó vui bà cố luôn thiệt. Làm tôi mừng quá, làm đổ luôn chai nước rồi đây nè. Bây giờ đổ cái nào? Anh đền cho em cái đó. Bây giờ một lát về nhà em dở cái sổ ra coi tên anh thiếu bao nhiêu tiền, anh trả hết cho em luôn. Anh trúng nhiều? 1 triệu. Ông nợ tôi 3 triệu hơn lận. Trả trước 300, rồi thiếu 700. Còn lấy 700 đó bao hết nguyên một xóm đi ăn luôn. Hàng xóm có nhiều người bao đi ăn hết luôn. Trời ơi, sợp quá trời sợp rồi. Trời ơi, anh bon mà, lâu anh trúng số mà. Gì vậy? Gì vậy? Giật bẻ. U là gì cha nội? Bẻ giùm cái giò cái coi, giật bẻ. Ơ, đây không? Ai? Được rồi, kéo vô trong. Không, né cái chỗ nước này ra nè. Đi qua đây. Trời ơi, tôi mệt ông ghê luôn á. Trời ơi, tôi lại bà với bà Diễm Trinh ơi. Sao mà tôi muốn té bà cho bà Vĩnh á. Vĩnh mỏ lên đó. Bà nghiệp quá mà. Vĩnh mỏ luôn. Cái chuyện tao không có gì hết trơn á. Mấy cái bà kể ông dùm nguyên cái xóm biết luôn. Thì ai biết đâu, thì thấy cái sự việc nó xảy ra vậy thì phải báo chứ. Báo công an đi chú. Cái gì? Rồi nãy giờ có ai báo công an chưa? Nãy gọi anh bắt máy nãy giờ không biết trả lời sao. Trời ơi. Ủa chú có gọi công an luôn hả chú? Có gọi. Trả lời là trả lời lộn đi. Khỏe em. Vậy thôi, làm gì tiếp đi nha. Nó kêu chú lên phường luôn à. Giờ con đi công an. Nó trình bày luôn đi. Không có thấy tôi là đặt bấm gọi. Còn bà nữa. Thôi mà. Từ cái ngày mà bà xin về đây bà bán vé số, tôi nói thiệt cả bao nhiêu chuyện xảy ra. Chị xin lỗi được không? Chị tự chị tắt Vĩnh mỏ chị luôn nè, được không? Lỡ lần này thôi nha. Dạ. Bây giờ vậy nè. Sao? Bữa nay em trúng số. Hả? Trúng 1 triệu. 1 triệu. Bây giờ 300.000 tiền trả nợ của tôi còn 700. Thì đúng rồi, trúng 1 triệu trả nợ 300 còn 700. Bây giờ lấy 700 đó dắt mọi người đi ăn hết gia số luôn được không? Yeah. Hay quá, hay. Ai ăn cũng được, ai ăn cũng được trừ mẹ này ra.
Bạn kinh nghiệm bạn nghiệp quá, đừng có cho mẹ ăn. Mai mốt làm ơn có chuyện gì á thì hỏi cho rõ, đừng có bao giờ mà bịa đặt ra, nghe chưa? Cái xóm của mình là xóm văn hóa, hiểu không? Lắm.